Xin chào cả nhà, em là Hami Izubi. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một số viên pè gì đốt tự nhiên với gam màu đẹp long lanh, gam màu xanh lá tươi sáng, độ chiếu long lanh, và độ lành sạch tinh bằng mắt thường. Những viên tè di đốt này đang có sẵn tại văn phòng Izubi. Còn trần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem hết video để thấy được vẻ đẹp của những viên đá quý này nhé. Đầu tiên là một viên tè di đốt có gam màu xanh lá tươi sáng. Viên tè di đốt này có trọng lượng 229 ct với kích thước chiều dài 77 chiều rộng 7,4 và chiều cao 5,2 mm. Đây là một viên đá được cắt phát xét hình khối cu xuân Viên đá có khối cao, lửa chiếu rực rỡ toàn viên rất long lanh, độ lành sạch tinh bằng mắt thường. Viên đốt này là hàng tự nhiên 100%, rất phù hợp đen nhẫn hoặc mặt dây. Viên đá có giá 5 triệu 038 nghìn. Tiếp theo, một viên tè di đốt được cắt phát xét hình khối cu sừng rất hiện đại và sang trọng. Viên đá này có trọng lượng 2,92 ct, với kích thước, chiều dài 8, chiều rộng 7,4 và chiều cao 5,9 mm. Viên cây di đốt này có khối cao, khối tiêu chuẩn quốc tế, có độ chiếu tốt, lửa chiếu long lanh, với gam màu xanh lá tươi sáng rất bắt mắt. Viên đá có độ trong cao và độ lành sạch tinh bằng mắt thường. Viên bè di đốt này sẽ rất phù hợp lên nhận hay mặt dây chuyển nữ. Viên đá này có giá 5 triệu 267 nghìn. Tiếp đến, một viên đá với mặt cắt phát xét hai tầng cực kỳ hiện đại và tinh tế. Viên bè di đốt trên có trọng lượng 2,65 ct, với kích thước, chiều dài 8,5, chiều rộng 7,1 và chiều cao 5,6 mm. Viên tè di đốt này rất trong Ngoài ra còn có độ lành sạch gần như là tuyệt đối viên tè di đốt này có khối cao khối tiêu chuẩn quốc tế Đây là một viên đá rất đẹp và có chất lượng cao viên tè di đốt này phù hợp đây nhẫn nam nữ hay mặt dây chuyển nữ viên đá có giá 6 triệu 360 nghìn. tiếp đến là một viên tè di đốt có màu xanh lá tươi sáng viên đá được cắt hình khối cu sườn rất hiện đại viên đá có trọng lượng 2,12ct với kích thước 7,4ly có khối tiêu chuẩn quốc tế và lửa chiếu long lanh toàn viên rất đẹp Viên tè gì hàng tự nhiên, có độ trong cao và độ lành sạch tinh mắt thường, không có dạn vỡ. Nhìn video, chúng ta sẽ thấy được độ trong của viên đá này. Viên tè gì đốt rất long lanh, rất phù hợp để lên nhẫn nam nữ hay mặt dây chuyền. Viên đá có giá 4 triệu 664 000 Tiếp đến là một viên đá pe gì đốt trái tim. Viên đá này có gam màu xanh lá rất bắt mắt. Viên bẻ gì đốt có trọng lượng 2,48 ct với kích thước, chiều dài 7,5, chiều rộng 8,1 và chiều cao 6,1 mm. Đây là một viên đá được cắt phát xét rất tỉ mỉ, mặt được cắt phát xét hai tầng hiện đại, có khối rất cao, khối tiêu chuẩn quốc tế. Viên Pezidot có độ trong cao và có lửa chiếu rực rỡ toàn viên rất đẹp. Viên đá là hàng tự nhiên. Viên Pezidot trái tim này rất đẹp, rất phù hợp đền nhận nữ hay mặt dây chuyển nữ. Viên đá có giá 5 triệu 456 000 Tiếp đến, một viên Pezidot với gam màu xanh lá tươi sáng và giác cắt eme giác rất hiện đại và sang trọng. Viên đá này có trọng lượng 2,22 CT với kích thước chiều dài 7,6, chiều rộng 7 và chiều cao 5,2 mm. Viên tè gì đốt này có giác cắt hiện đại, có lửa chiếu tốt, viên đá có độ trong cao, độ trong rất hoàn hảo cho một viên đá đẹp. Viên đá này có khối cao đẹp, lành sạch tinh bằng mắt thường, viên đá phù hợp lên nhẫn nam nữ hay mặt dây. Viên tè gì đốt trên có giá 4 triệu 884 000 Cuối cùng, một viên tè gì đốt với độ chiếu rực rỡ toàn viên rất đẹp. Viên tè gì đốt được cắt phát xét hình khối cu xuân hiện đại và sang trọng. Viên đá trên có trọng lượng 3,02 CT với kích thước chiều dài 9, chiều rộng 7,2 và chiều cao 5,6 mm. Viên đá rất trong, có khối cao, khối tiêu chuẩn quốc tế, mặt được cắt phát xét hai tầng hiện đại. Viên tè gì đốt trên rất đẹp và long lanh, phù hợp lên cả nhẫn nam, nhẫn nữ và mặt dây chuyền. Viên đá trên có giá 6 triệu 664 nghìn. Sau đây là những mẫu nhẫn nam nữ đẹp cho quý anh chị cùng tham khảo, mẫu rất đẹp và tinh tế. Bên em có nhận lên mẫu theo yêu cầu của khách hàng và bên em sẽ có tư vấn và thiết kế miễn phí 100% khi quý khách mua. Ngoài ra, bên em sẽ có giấy tờ kiểm định và phiếu bảo hành trọn đời về màu sắc và chất lượng của đá. Kính mời quý anh chị đến tham quan và trải nghiệm rất nhiều sản phẩm đá quý, đá phong thủy tại văn phòng đại diện Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.